kiểu hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2018, cô cũng xin đại diện cho 8 hoàn cảnh sau đây do chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ. Mỗi tháng vậy là cho em Thư lần thứ 5 là 200, là em Thư đi học, bác nhận thế. Còn em Lê Hoàng Phi Long 500, lần thứ 5 là 1 triệu. Thì cô cũng em Long. Còn Nguyễn Thị Thanh Phương do đi học rồi thì lần thứ 5 cùng 500, chị bằng áo đen nhận thế. Và Trần Nhật Uyên Chi 500 cũng lần thứ 5. Và Trương Thanh Trúc cũng đi học do hợp nhận thế giùm. Và Lưu Lê Tuyệt Nhung lần thứ 5 cùng 200. Và bác Nguyễn Thị Thơm lần thứ 6 là 1 triệu. Bác Nguyễn Đình Nhật Linh lần thứ 3 là 1 triệu 6. Thì cô cũng xin là đại diện cho 8 cái hoàn cảnh vừa nêu. Xin cảm ơn chị ẩn danh ở Sài Gòn và chúc chị và gia đình luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Thay mặt chính quyền địa phương, xin cảm ơn chị gái ẩn danh ở Sài Gòn đã hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn vừa nêu trên. Cũng mong, cũng chúc gia đình chị là sức khỏe dồi dào và làm ăn phát đạt. Xin cảm ơn. Cảm ơn ẩn danh ở Sài Gòn và cô Hương đã trợ cho tiền đó trong thời gian. Cảm ơn. Nóng vừa mệt vừa phí, tâm lý ba lần. Bài lệnh thế cho cháu, cảm ơn cô tài trợ cho cháu. Con cảm ơn ân nhân ở Sài Gòn đã tài trợ cho gia đình con 1 tháng. Con cảm ơn và chúc cô có nhiều sức khỏe. Hôm nay cô Lê Phương là mấy cái học nên nhận dùm cho cô cho Lê Phương. Cũng cảm ơn cô ân nhân đã tài trợ cho Lê Phương. Chúc cô mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe. Cô đã cho con 500 ngàn tháng. Hôm nay em nhận thay cho em Trương Thanh Trúc, vì em Trương Thanh Trúc đi học nên số tiền 500 ngàn này em sẽ đưa tận tay cho em. Và em xin cảm ơn thân nhân ẩn danh ở Sài Gòn đã tài trợ cho em. Xin cảm ơn chị. Con cảm ơn ân nhân ở Sài Gòn đã cho con 1 tháng 200 ngàn. Con chúc con dồi dào sức khỏe. Rồi, cảm ơn ân nhân ở Sài Gòn ta vui được 1 tháng 1 triệu rồi đi uống thuốc. Cảm ơn thành thật, cảm ơn cô rất nhiều. Bữa nay tình hình bác sức khỏe bác như thế nào ạ? Tình hình bài này cứ 3 tháng như vậy đi vô thuốc 1 lần, mà rất là đeo nhiều lần vô thuốc là em uống được 5 miếng. Ở chừng là 1 tháng bây giờ em được đâu mấy ngày nào dậy được, cầm nằm trên giường bệnh suốt. Xin các ngàn các cấp cô bác ở Sài Gòn cảm ơn cô bác rất nhiều.